gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục suy niệm lời Chúa Chúa Nhật hàng tuần. Kính chúc quý vị và các bạn một tuần mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng thánh, hầu lan tỏa tình yêu Thiên Chúa ba ngôi đến tất cả mọi Chúa Nhật ngày 17 tháng 9 năm 2023. Chúa Nhật tuần 24 thường niên, phụng vụ 5A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bấy giờ Phêrô tiến lại nói với Ngài: Thưa Ngài, nếu anh em tôi có lỗi với tôi phải tha mấy lần? Đến 7 lần không? Đức Giêsu nói với ông: Ta không nói đến 7 lần, mà đến 70 lần 7. Ấy vậy, về nước trời thì cũng y như vua kia tính sổ với bầy tôi. Nhà vua vừa khỉ sự tính sổ thì người ta điệu đến một người nợ 1 vạn nén vàng. Y không có gì để trả nợ, nên tôn chủ của y ra lệnh bán y và vợ con sản nghiệp thay thảy để trả nợ. Vậy người bầy tôi phục xuống bái lạy mà tâu rằng: Xin Ngài khoan hồng cho bới, thần sẽ trả hết. Nhưng tôn chủ của bầy tôi ấy chạy lòng thương, đã thả y về và tha bổng cả món nợ. Đi ra, người bầy tôi ấy gặp một người bạn đồng niêu mắc nợ y 100 đồng bạc. Y liền bóp cổ chặn họ mà rằng: Nợ đâu, trả đây. Người bạn đồng niêu phục xuống mà nài xin y rằng: Xin ông khoan hồng cho với, tôi sẽ trả. Nhưng y không chịu, lại đi bỏ tù cho đến khi nào nó trả nợ xong. Vậy các bạn đồng liêu thấy sự xảy ra thì rất đỗi buồn phiền, mà đi phân trần đầu đuôi mọi sự xảy ra với tôn chủ họ. Bấy giờ tôn chủ cho triệu y đến bảo rằng: Tôi tớ bất lương, ta đã tha bổng cho ngươi tất cả món nợ ấy chỉ vì ngươi đã nài xin ta. Há ngươi không phải thương xót bạn đồng liêu với ngươi sao? Nhưng chính ta đã thương xót ngươi. Thịnh nộ, tôn chủ của y đã trao y cho lý hình cho đến khi nào y trả xong tất cả những gì y mắc nợ với ông. Cũng vậy, cha ta đứng ngự trên trời sẽ xử với các ngươi nếu các ngươi mỗi người không thật lòng tha cho anh em mình. Suy niệm: Thầy không bảo con phải tha thứ đến 7 lần, nhưng là 70 lần 7. Hơn một lần, chúng ta đã đón nhận giáo huấn về sự tha thứ của Chúa Giêsu. Bài học về sự tha thứ có thể chúng ta đã thuộc từ nhỏ. Thế nhưng, việc thực hành sự tha thứ luôn là bài tập về nhà mà mỗi chúng ta phải thực hành mỗi ngày trong suốt đời sống. Chẳng bao giờ là tha thứ cho đủ. Chẳng bao giờ có thể đặt giới hạn cho sự tha thứ. Hơn một lần ta bị cám dỗ, khép lòng mình lại: Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người anh em tôi được nữa, vì tôi đã bị làm tổn thương quá nhiều. Chúa đã tha thứ cho chúng ta vô điều kiện, tha thứ mãi mãi. Chúng ta cũng hãy biết tha thứ cho nhau. Mỗi ngày khi đọc kinh lạy cha, chúng ta lại được nhắc nhớ thực hành việc tha thứ đó. Thank you.
là hy sinh, là quên hết thân mình, bằng một tình yêu chung trinh. Như xưa Chúa đã hiến mình, chết khổ đau chết.